Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái chuyên mục về hệ thống cột sống của chúng ta. Thì như các bạn đã biết thì bác sĩ đông y của chúng ta thì hầu như chúng ta liên quan đến các bệnh cơ xương khớp, thì trong đó có một cái khớp rất là quan trọng, đó chính là khớp cột sống của chúng ta. Nên chúng ta hiểu được về cái cột sống này thì chúng ta cũng hiểu được về tất cả các cái bệnh lý trong cơ thể. Tục ngữ có câu là cột sống như cây sống đời, nên là chúng ta cột sống của chúng ta có thẳng có đẹp thì cuộc đời ta phải đẹp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cấu tạo của các đốt cột sống của chúng ta. Thì trong cơ thể của chúng ta, cột sống thì chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là đốt sống cổ, thứ hai là đốt sống ngực, thứ ba là đốt sống thắt lưng, và thêm phần thứ 4 nữa là cùng và cột. Thì đốt sống cổ của chúng ta ở đây, thời xưa chúng tôi học thì không có mô hình như thế này mà phải tưởng tượng và học qua atlas hình vẽ. Nhưng bây giờ thì các bạn rất là hiện đại là đã có mô hình sẵn. Thì các bạn chú ý đây là cái cột sống của chúng ta. Thì đây là cái ụ chẩm của chúng ta. Các bạn chú ý, thông thường trong các sách hoặc các phim của chúng ta thì cái hệ thống đốt sống cổ này thì nó có 7 đốt. Riêng cái đốt 1 thì chúng ta nó sẽ bình thường, nếu mà chuẩn giải phẫu thì nó sẽ nằm ở trong cái ụ chẩm này. Thế nên khi chụp phim X quang thì chúng ta sẽ tính luôn được phần ụ chẩm này. Thì cái đặc điểm của đốt sống cổ là có 7 đốt. Thì đốt 1 thì không có thân đốt sống. Đốt thứ hai thì đặc điểm chú ý là có một cái mỏ nha để nó giữ cái đốt 1. 7 đốt này thì có một cái đặc điểm nữa là C7. Nếu mà chúng ta ở đằng sau thì các bạn chú ý là cái điểm nhô cao nhất của chúng ta. Thì đây là chính là cái mỏ gai sau của đốt sống 7, nhô cao nhất. Và làm thế nào để chúng ta nhận biết được đây là đốt sống cổ? Nếu như chúng ta bóc tách ra thì các bạn chú ý, đốt sống cổ nó có đặc trưng, nó là có cái lỗ động mạch đốt sống cổ, hay gọi là lỗ ngang. Cái lỗ động mạch đốt sống cổ này thì nó sẽ có các cái động mạch động và tĩnh mạch đi qua để tăng cường tuần hoàn não cho cơ thể, cho vùng đầu. Thì các bạn chú ý là chính vì cái cấu tạo này, thế nên là khi chúng ta bị thoái hóa hay là bị lệch đốt sống thì nó sẽ giảm lưu lượng máu lên não, thì thường hay gây ra đau đầu hoặc thiểu năng tuần hoàn não, các những bệnh liên quan đến mạch máu não. Thì các bạn chú ý tiếp theo nữa là phần đốt sống ngực. Thì các bạn chú ý, thông thường thì như chúng ta chưa học y ấy, thì chúng ta thấy cái đốt sống ngực này mà chúng ta vận động kêu thì là điều không tưởng. Thế nhưng mà sau khi trong quá trình tôi đi sâu và với 10 năm đi vào sâu và xóa bỏ bốn huyệt và chuyên ngành tác động cuộc sống, thì chúng ta vận động cái đốt sống ngực này rất là dễ. Thì đốt sống ngực của chúng ta là có 12 đốt sống ngực, thì ký hiệu là từ D1 đến D12, hoặc một số sách là ký hiệu là TH từ 1 đến TH12. Thế thì đốt sống ngực này làm thế nào để chúng ta nhận biết được? Thì đốt sống ngực này nó có khớp gọi là đốt sống ngực và sườn. Khớp sườn thì chúng ta nhận biết được ở đó. Thì trong cái đốt sống ngực này thì chú ý là các bạn, từ D1 cho đến D3 thì nó ứng với lại vùng chi phối của vùng hô hấp. D5 đặc trưng nhất, D5 là chi phối của vùng tim. Còn từ D7, D8 đến D12 thì dọc ở đây thì liên quan đến hệ thống tiêu hóa, đặc biệt dạ dày. Nên các bạn chú ý. Và cái đặc điểm nhận biết là, ví dụ chúng ta xác định D3 thì nó ở cái gai vai, ở dưới gai vai, chúng ta ngang ra thì D3. Còn xác định D7 thì chúng ta là bờ dưới gai vai. Bờ dưới cái vai chúng ta đo ngang ra thì đấy là D7. Và cái D7 này cũng là cái điểm nhô cao nhất. Hay là một cách xác định đối với phụ nữ là phụ nữ xác định cái mốc áo con, bờ trên mốc áo con thì đấy là gai của D7. Tiếp theo thì trong cái hệ thống bệnh lý ở đây thì chủ yếu là chúng ta chữa về các bệnh lý như là co thắt các cơ lồng ngực, thứ hai đau thân kinh nhân sườn, thứ ba những trường hợp là gù vẹo và các bệnh lý liên quan đến các tạng phủ như tim, dạ dày, vân vân. Tiếp theo nữa, đốt sống thắt lưng là từ L1 cho đến L5. Thì cái đặc trưng nhất của đốt sống thắt lưng này thì nó cong nhất là ở vị trí khe L2-L3. Thì các bạn xác định khe L2-L3 thì đối với đông y thì khe đấy nó chính là huyệt mệnh môn hỏa. Đối chiếu sang là rốn, thì các bạn áp tay này, cái khỉu tay này các bạn chú ý này, chúng ta kẻ ngang qua đúng là rốn, thì chiếu tướng rốn. Nên cách xác định là các bạn cứ xuôi tay xuống, chúng ta kẻ ngang qua thì đấy chính là khe L2-L3, thì chúng ta xác định huyệt mệnh môn hỏa lệch sang 1,5 thốn, chính là thận du. Thì đây là điểm trũng nhất. Thì trong cái hệ thống tác động cuộc sống bấm huyệt thì chúng ta chú trọng rất nhiều đến đốt D7 và đốt D7, tức là đốt sống ngực 7 và
đốt sống thắt lưng, và hai là ba cái chỗ này là chính là cái diện khớp, khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ mở rộng diện khớp để chúng ta vận động rất là tốt. Thì trong cái bệnh lý của cái thắt lưng này thì các bạn đã biết là thường thoái hóa và thoát vị đĩa đệm. Thắt lưng mà chúng ta thấy phổ biến nhất đó chính là ví dụ thoát vị đĩa đệm là 4L5 hoặc là 5S1. Các bạn chú ý là khi nói đến thoát vị thì chúng ta phải nói đến đốt trước và đốt sau, còn rễ thì thường tràn vào rễ L5 và rễ S1. Tiếp theo là cái phần cùng cụt này. Phần cùng cụt này thì trong hệ thống bấm huyệt của chúng ta là bấm rất là khó tạo sóng cảm giác hay như nào. Ở đây là vùng rất là lý thú, chữa các bệnh liên quan đến phần hệ thống sinh dục ở đây. Và các bạn để ý đây nhánh thần kinh này, đây chính là cái lỗ mà trong nó có 4 lỗ. Nó tượng trưng cho là huyệt bát liêu của trong cơ thể chúng ta. Và trong cái này, cái lý thú nhất đó chính là huyệt thứ liêu. Nó là lỗ 2 này, châm vào đây thì cực kỳ khó. Nó đòi hỏi kỹ thuật của người thầy thuốc phải là cao. Thứ hai là đốt cụt. Đốt cụt ở trong này thì đốt cụt cùng cụt đây chúng ta biết đây là huyệt trường cường, đúng không? Là một trong những huyệt khai của mạch đốc và cũng là huyệt nạc rất là tuyệt vời. Thứ hai huyệt ưu du đây. Thì trong các cái hệ thống như thế này thì các bạn chú ý, thì trong cái cổ này các bạn lưu ý nhé, thoái cái tư thế cổ của chúng ta thì thoái hóa nhiều nhất nó chính là đốt C5. Vì đốt C5 thì nó là cái điểm trũng, nó là điểm mà giao của cái hệ thống, tức là đường cong, nên lực nó chịu vào đây. Thế nên cái tỷ lệ thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa ở C5 là cao nhất, và tiếp đó là C4 và C6. Đây các bạn chú ý. Còn đối với vùng thắt lưng thì trọng tâm của chúng ta đó chính là thoái hóa đốt L4, đốt L5. Đấy thì các bạn chú ý. Thì trong một cái cơ thể tổng thể như này thì các bạn biết là cái cột sống ngực của chúng ta nó phải hơi cong một tí, và thắt lưng này chúng ta cong để tạo thành một hình chữ S như thế này là chưa chuẩn, nó phải hơi cong một tí nữa các bạn, thì nó mới để cái cấu tạo này mục đích để làm giảm tải trọng lượng của cơ thể rất là tốt. Đấy là toàn bộ cái quá trình về cái mô hình cuộc sống tôi phân tích cho các bạn như vậy để các bạn nắm được. Chú ý là các bạn phải nắm thật chắc về cái giải phẫu, cấu tạo giải phẫu, vì giải phẫu như thế nào nó sẽ sinh ra bệnh lý như đó, nó là yếu tố thuận lợi để cho bệnh lý nó phát triển ra. Và một cái lưu ý nữa nhỏ là tôi chú ý các bạn, cái đốt L5 này là một trong những cái đốt mà hay xảy ra trượt nhất. Đây các bạn chú ý đây, việc cấu tạo đĩa đệm của L5 nó giống như hình chêm, tôi nhắc thêm hình chêm, nên nó hay bị trượt ở đốt L5 này nhiều nhất, nên các bạn chú ý. Đấy thôi, tôi xin hết.